Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm qua thì mình cũng đã hướng dẫn anh em cách làm nào để nhận được hai cái gift code. Thì ngày hôm nay mình cũng đã nhận được rồi, thì không biết là anh em đã nhận được chưa. Đây, mình sẽ show cho anh em xem luôn nha. Đầu tiên là cái code tham gia sự kiện like share ấy. Thì đây, sau khi điền đường link Facebook các thứ đấy trong video hướng dẫn thì mình cũng đã nhận được cái code này rồi. Lưu ý là code này nó chỉ có hạn sử dụng đến 30 tháng 5, tức là hết tháng 5 anh em nhá. Rồi, mình sẽ copy vào và nhập code luôn. Trung tâm người dùng này, trao đổi mã quà tặng, ok luôn. Xem code này có ngon không anh em nhá. EBPM. Rồi, đổi ngay. Đấy, nhập thành công rồi anh em ơi. Tiếp theo nữa đó chính là cái code thứ hai. Thì sau khi mà mình làm theo đúng cái event hướng dẫn ở trong group đó là cũng có luôn này. Event ngày chiến thắng hai cái code bú luôn. Giờ lại quay vào game để nhập thôi. Ok, thường dấu cách. Nhập đúng mã xác minh này, 3QNX. Rồi ngay. Rồi, để mình xem hai code này được cái gì nha anh em. Không biết là code nó ngon hay không. Bỏ công để làm event không anh em ạ. Nhận nhanh luôn này. Ây à, được cái nhỉ, 250 đào này, 100 tiên ngọc luôn, 50 ngựa linh thạch, 30 ngọc lưu ly. Ô, nhìn được phết đấy chứ, có 250 đào là cũng khá ổn anh em nhé. Đẹp trai liền, để xem ứng long của mình nâng cấp được không. Có, nâng cấp được thêm một phát nữa cho ứng long này. Đào lại có thêm rồi, trong vườn phúc địa xem nào. Ui ôi, tiếp tục là auto thôi, còn nhiều không. Ui, còn dồi dào lắm, từ giờ đến tối tha hồ mà đào nữa. Tầm 500 đào nữa là easy. Bây giờ lại tiếp tục xả thôi anh em. Thì nhớ anh em có hỏi là thế ở trong phần cái auto này này, nếu như mình chơi môn phái liên bạo chẳng hạn mà mình cài đặt cái khác ra đây thì cái tỷ lệ nó có tăng lên hay không, thì câu trả lời là không anh em nhé. Bởi vì tỷ lệ xuất hiện món đồ nó vẫn là ngẫu nhiên, thì dù anh em có chọn ở đây là né choáng thì nó cũng không tăng tỷ lệ ra liên bạo đâu anh em ơi. Mà anh em muốn tăng được cái tỷ lệ ra đúng món đồ mình chọn ấy, thì ở trong cái phần tiên hữu này thì anh em cứ tăng vào trong cái phần tiểu tử này, xác suất nhận thuộc tính chỉ hướng khi chặt cây tự động tăng 24%. Chứ còn cái suy nghĩ của anh em nghe vẻ là cũng ok đấy, nhưng mà nó không đúng đâu anh em nhá. Còn khi mà mình đã phân thân ra được làm 3 phái rồi thì mình cứ chọn cái phái nào mà có yêu lực thấp nhất ấy, mình ra trận. Đấy, sau đó là ấn chặt cây thì nó sẽ ra cái trang bị mà mình cần thôi. Rồi, mình vẫn cần build và né và choáng, cho nên là mình tiếp tục là auto né và choáng nha. Ok, bây giờ đi đấu pháp thử vài trận xem tình hình đấu pháp dạo này như thế nào rồi. Bạn chân này thì chơi cái gì đây? Bạn chân này bây giờ chơi phản công này, liên kích, bạo kích. Ui dồi, kê vậy. Thế thì mình cứ thế là mình vã thôi. Chân này, đánh nè. Xem ăn được bạn ấy không nhá. Ô, thế chưa rồi. Mình đang cầm theo môn phái choáng à. Ok, phái gì cũng được. Choáng cũng được mà né cũng vẫn cứ là ok nha. Rồi, bạn ấy như có suy yếu linh thú. Ui dồi, tuyệt vời chưa. Choáng xong lại còn dính băng phong nữa, chết không kịp hồi sinh luôn anh em ạ. Rồi, tiếp tục này, ôi dồi ôi. Bạn vô cực tử, để xem bạn này chơi cái gì ta. Bạn vô cực tử này là chơi né. Ây à, phần trăm né cao phết này. Ờ, nếu như bạn ấy chơi né thì mình lại phải đổi sang phải né thì đi BK nó sẽ hợp lý hơn. Chứ còn choáng nhiều khi bạn ấy vẫn né được nha. Bạo kích với cả choáng này anh em này. Thế thì bây giờ mình sẽ đổi sang cái dương thần. Đấy, ra trận. Sau đó là chọn để xem. Ôi, yêu lực bị giảm đi, anh em nhìn thấy đây. Ở bên phái bạo kích của mình ra món đồ 4 sao mà căng nhở. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang môn phái né nha anh em. Đấy, bây giờ chúng ta có phân thân rồi thì khi đi PK thì chúng ta cứ thay đổi linh hoạt, miễn sao là đạt được cái lợi thế ở trong PK là được nha. Ok, hay ghê nhở, bạn này có cả ảo hóa luôn này, kháng bạo à. Thế thì mình đeo cái kháng né nữa là xong. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái kháng né dùng luôn. Đấy, dù là nó hơi quăng ta la bắn tí nhưng mà miễn làm sao để chúng ta có thể đạt được chiến thắng là ok. Anh em thấy không, mình đeo kháng né cái bạn đấy sẽ không đánh được mình mà mình thì lại múc được bạn đó. Wow, nhưng mà quả ứng long của bạn đấy khá thốn. Anh em thấy không, khi mà chơi băng phong ấy thì cái quả băng phong này nó không hiệu quả khi mà kết hợp với cả ứng long. Bởi vì nếu như anh em để ý là bạn nào mà chơi em thanh long ở đây thì kiểu gì nhá, người đánh một lần này, xong sang hiệp sau con thanh long nó vẫn còn đánh được thêm một lần nữa thì nó mới hết đóng băng. Chứ còn ứng long bởi vì 5 hiệp nó đánh một lần, thế thành ra là chỉ có người đánh được một lần thôi. Còn đâu sang hiệp sau là nó mất tiêu luôn. Đấy, rồi tiếp theo bạn Sida này là chơi cái gì? Sida là chơi có né này, có bạo kích, có liên kích này. Ok, thì mình đánh luôn. Ok, rồi. Á chà, ký lần của mình lại được đánh một phát nha, mặc dù tỷ lệ có 25% thôi. Ai chà, đau này.
Nhưng mà may là mình vẫn còn, đó là phù tang. Khi nào mà mình lấy được cái thần thông giải thi pháp rồi thì mình sẽ không cần đến phù tang nữa anh em nhá. Rồi, bây giờ lại chuyển sang âm thân, yêu lực thấp để có thể là auto. Xem ra được món đồ ngon hay không nha anh em. Đấy. Ok, tiếp tục là đi cái ải này. Cái ải này thì mình đang bị kẹt. Để xem hôm nay có đánh được không. Ồ, với tình hình như thế này thì thuộc tính cơ bản của mình nó không đủ để có thể gây ra sát thương ở đây luôn anh em ạ. Ui ồ. Đấy anh em thấy là bị trừ 1 đây này. Thủ của em này quá dày, thế cho nên là mình chưa thể nào vượt qua được. Bắt buộc là phải nâng cấp lên thôi. Mặc dù là có rất nhiều hiệu ứng khống chế choáng đóng băng rồi, nhưng chỉ số thuộc tính cơ bản của mình là chưa đủ anh em nhé. Rồi, yêu lực của nó lên đến 3 ức à? Đúng rồi, 3 ức. Thế thì mình mới chỉ có 1,59 ức thôi. Đấy, nhưng mà cũng vượt được những cái ải mà yêu lực gần như gấp đôi rồi. Thế là cũng không có gì phải quá là buồn anh em ơi. Wow, tách luôn cái này nha. À đấy, thì nhớ anh em hỏi mình là cái nguyên thể dương thần với cả âm thân đấy thì nó khác nhau như thế nào, và môn phái nào thì chúng ta nên để nguyên thể, và môn phái nào chúng ta để dương thần, và phái nào chúng ta để âm thân. Thì cái này mình cũng chia sẻ với anh em rồi. Bản chất nó chỉ là cái tên nên nó không có ảnh hưởng gì tới môn phái mà anh em chơi cả. Nguyên thể anh em để né thì dương thần anh em để môn phái khác đi. Âm thân cũng tương tự như vậy nhá. Chứ không ảnh hưởng gì đến cái chỉ số của mình đâu. Ngọt quá, tự nhiên bú được 250 đào ấy. Thành ra là cái hành trình của mình chuẩn bị lên đại thừa tiền kỳ rồi. Ngày mai là chắc chắn mình có thể lên là đại thừa tiền kỳ nha. Phản công, ủa ôi, tăng nhiều lực chiến. Thế mỗi tội là cái này mình lại đang build choáng nên thành ra là lại phải tách thôi. Tiếc nhờ anh em nhỉ. Nhìn cứ tiếc hụi hụi ra. Tầm bảo bí cảnh thì mình đang ở tầng 6 rồi. Không biết là anh em đang lê lết ở tầng nào. Nhưng mà mình thì không nạp. Cũng chỉ chơi gọi là những cái nhiệm vụ bí cảnh bình thường này thôi. Đấy là mình hên là có 2 lần ạ. One shot one kill. Nên là mới lên được tầng 6. Chứ còn nếu như anh em nào đen thì chắc bây giờ vẫn đang ở tầng 5 hoặc là tầng 4. Rồi còn tầng 7, 8, 9, 10 nữa thì mình mới có thể là sở hữu được cái skin này cơ. Càng, nói chung là cũng hơi càng anh em ạ. Nhưng mà thôi, biết làm sao được. Đó. Anh em nào có điều kiện thì nạp, không có thì thôi. Chứ game là phải vui anh em nhé. Miễn đừng để game chơi là được. Ok, rồi như vậy là cũng hết đào rồi. Rồi có 3 cái vé khiêu chiến, mình sẽ tiếp tục đi khiêu chiến. Xem là gặp thêm những cái ông thần nào nữa hay không đây. Bạn này thì chơi bạo kích này, liên kích này. Ái chả, cũng căng đấy và kháng né luôn. Được quá nhở. Thế thì mình sẽ build choáng để xem ăn được bạn đấy không nha. Bạn này tên là Kay. Đâu rồi, mình sẽ lựa chọn âm thân này. Đúng rồi, âm thân choáng. Và mình sẽ đổi sang cái kháng bạo rồi dùng luôn. Để xem ăn được bạn Kay đấy không nhá. Khiêu chiến này. Đây rồi, chiến thử coi. Đấy, vào trận phát có ông hoàng đế này gây choáng đấy. Gây choáng này. Ây à, cay thế nhở. Ứng long của mình cạp không thấm luôn. Giờ ông già rồi thì ứng long của các bạn khác thì đều có khả năng suy yếu linh thú rồi. Mỗi ứng long của mình là cùi rồi. Ứng long của mình nó mạnh lên nữa thì phải ngon lành cái nào. Này, nhưng mà vẫn thắng là được rồi. Đấy. Tiếp tục là bạn chân. Bạn chân này thì phản công. À, bạn chân này mình đánh lúc nãy rồi mà. Để mình reset xem là còn bạn nào khác nữa không nha. À, sói xám này. Sói xám thì view cái gì đây? Phản công né này. À, liên kích bạo kích à. Ok. Liên kích bạo kích. Bạn này chơi kháng gì? Bạn này chơi kháng choáng. Ái xài. Thế mình lại chuyển sang môn phái né thôi. Phái né. Nguyên thể ra trận luôn. Và mình có một cái này buồn cười với trưởng luôn. Tức là mặc dù cái dương thần của mình để là liên bạo build sau đúng không anh em? Nhưng mà chỉ sau một ngày thôi thì yêu lực của môn phái liên bạo mình đã lên 1,63 ức. Trong khi đó né build từ đầu đến ngày 34 mới được 1,61 ức. Thề luôn. Không hiểu tỷ lệ ra kiểu gì. Anh em cứ bảo là khó ra liên bạo nhưng mình ra liên bạo liên tục. Thực chiến tăng lên khủng khiếp. Rồi, bây giờ là đánh bạn nào đây? Sói xám đúng không? Mục luôn à? Úi dạ. Ai 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 đánh như một cái máy vậy. May quá là mình chơi né cho nên lại càng được hồi nhiều máu. Cộng với đó nữa là né được thì ứng long của mình lại có thể khả năng là tăng được khá khá đấy. Cáp đấy. Hơ? Cái gì đấy? Cay nhờ. Bởi vì là lần đầu dưới 30% thế thành ra tiểu long nữ này nó giảm đi 35% sát thương. Cay quá. Cay quá. Ai à, liên kích nhiều đấy. Ai à, có giải thi pháp rồi cơ à? Được, nhưng mà mình vẫn giành chiến thắng rồi nha. Ok, thì đấy, phân thân là có lợi như vậy thì các em nhớ tận dụng làm sao để trong đấu pháp đi
chiến đấu cho nó thắng được nhiều nhất nhé. Với cả ngày hôm nay thì mình cũng có làm cái video để hướng dẫn anh em nào tuân thủ cách lựa chọn linh thú, tinh quái cũng như là thần thông cho môn phái liên bạo, anh em nào chưa xem thì nhớ xem lại nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.